Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt của tuần này liên quan tới cựu Tổng thống Donald Trump. Mà tôi đặt cái chương trình đặc biệt này là chuyện của cựu Tổng thống Donald Trump. Như lời đã hứa với quý vị là trong cái chương trình đặc biệt này thì chúng ta sẽ nói về cái chuyện của ông Trump và tất cả những gì liên quan tới ông Trump. Hy vọng rằng là tất cả khán giả sẽ đưa ý kiến. Trong mấy ngày qua thì tôi đã có tất cả những cái chi tiết liên quan tới cái vụ án xét xử ông Trump và định tội ông Trump tại New York. Tôi đã đưa ra rất nhiều những góc cạnh, bao gồm cả phản ứng của phía đảng Cộng Hòa, sự khai thác của đảng Dân Chủ, phản ứng của cộng đồng quốc tế, cũng như là vấn đề pháp lý liên quan tới cái vụ án này thì tôi cũng đã đưa ra cho quý vị. Bên cạnh đó thì trước khi mà bước vào trong cái chuyện của Trump để lắng nghe cái ý kiến của tất cả khán thính giả và đọc cái ý kiến của quý vị lên cũng như là ý kiến của tôi thì tôi phải đưa một số những cái thông tin tương đối là chính xác. Là thứ nhất là cái bản định tội đã diễn ra vào ngày 30 tháng 5 và trong đó ông Trump đã bị kết đủ 34 tội danh và tổng cộng bồi thẩm đoàn có 9 tiếng rưỡi đồng hồ để duyệt xét 34 tội danh. Thì quý vị, đây là cái điều chi tiết thứ nhất. Cái chi tiết thứ hai là tên quan tòa là Huan Merchant đã quyết định cái ngày định án của ông Trump là ngày 11 tây tháng 7 sắp tới đây, tức là 4 ngày trước khi mà có cái đại hội đảng Cộng Hòa ở tại Milwaukee, ở tại Wisconsin vào ngày 15 cho tới ngày 18 tây. Thì cái bản định án này sẽ được đưa ra vào ngày 11 tây tháng 7. Tuy nhiên thì phía luật sư biện hộ cũng như phía công tố viên phải hoàn tất tất cả cái thủ tục và giấy tờ của họ nộp cho tên quan tòa này trước ngày 13 tây tháng 6. Tức là ngày 13 tây tháng 6 là cái ngày cuối cùng để nộp các chứng từ, dù là kháng án hay là như thế nào thì phải nộp trước ngày 13 tây tháng 6. Và ngày 14 tây thì lại là ngày sinh nhật của cựu Tổng thống Donald Trump. Quý vị, đó là những cái chi tiết mà tôi đã đưa ra để cho quý vị dựa trên tất cả những chi tiết này để quý vị có thể đưa ra cái ý kiến của quý vị. Và đặc biệt là sáng nay thì tôi có nói là những cái chi tiết mà liên quan tới cái vụ này thì tôi đã đưa ra cho quý vị và tôi đã đưa hết trong những cái live stream trước rồi. Và nhắc lại thôi, đó là từ lúc bắt đầu của vụ án, từ cái vụ án của năm 2016 biến dân sự thành hình sự là cái cách của Alvin Bragg, là công tố viên của Manhattan, và tên quan tòa này đứng ra nhận vụ án đó. Và sau khi nhận xét xử vụ án thì tên quan tòa này đã đưa ra nhiều cái quy tắc gần như là thiên vị rất là nhiều, trong đó bao gồm luôn cái quy tắc chọn bồi thẩm đoàn và cái quy tắc định tội cho bồi thẩm đoàn luôn. Và đồng thời ra cái gap order bịt miệng ông Trump, không cho phép ông Trump nhắc tới bất kỳ một nhân vật nào ở trong cái vụ xét xử này. Và bên cạnh đó thì đã giới hạn rất nhiều những cái câu hỏi của luật sư biện hộ. Do đó quý vị, đây là toàn bộ cái chi tiết để cho quý vị thấy nha. Rồi, chú ơi, ông Trump có được an toàn nếu trong tù không chú? Theo quy tắc thì nó là như vậy. Tại vì ông Trump là cựu tổng thống, do đó thì ông được sự bảo vệ suốt đời của các nhân viên mật vụ. Thì nếu như trường hợp mà ông Trump phải ở tù, nếu trường hợp tôi nha quý vị, phải bị tống vào tù, thì lúc đó cơ quan mật vụ sẽ phải làm việc với ban quản giáo nhà tù để mà có một cái format làm việc chung. Tức là cái nào thuộc về thẩm quyền của ban quản giáo của nhà tù, cái nào thuộc về thẩm quyền của cơ quan mật vụ. Thì cái điều này tôi nghĩ rằng là họ sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối, tại vì cơ quan mật vụ là nơi chịu trách nhiệm sau cùng sinh mạng của tổng thống. Do đó thì tôi nghĩ rằng là sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Sẽ không có vấn đề gì xảy ra bởi vì cơ quan mật vụ, cái nhiệm vụ của họ là cận vệ, tức là bảo vệ cho tổng thống. Có nghĩa là quý vị nghĩ đi, nếu mà tổng thống bị một cái ai đó mà nổ súng bắn thì cái người nhân viên mật vụ đó phải nhảy ra đỡ đạn trước. Đây là quy tắc của cận vệ. Do đó thì tôi nghĩ rằng là trên quy tắc là như vậy, nhưng mà trên thực tế thì chưa biết ông Trump có bị ở tù hay không. Tại vì thứ nhất, ổng trên 77 tuổi. Thứ hai, chưa bao giờ có tiền án. Do đó thì tên quan tòa này tôi không biết là nó định tội như thế nào. Nhưng mà trên quy tắc theo luật của New York thì một người đã trên 65 tuổi và chưa bao giờ bị án thì luôn được tất cả các quan tòa chăm trước và không phán nặng. Có nghĩa là có thể là bị quản chế, đeo còng ở trong nhà thôi, bị giam ở trong nhà chứ không có, tức là quản chế trong nhà thôi chứ không có giam trong nhà tù. Chưa biết được là như thế nào nha.
Nhưng trên quy tắc thì mỗi một tội danh mà ông Trump bị buộc tội đó tối đa là 4 năm tù. Tối đa là 4 năm tù. Đó là cái chi tiết mà cho quý vị biết nha. Hậu quả của việc không tự ký ân xá ông Trump, hậu quả này gây chia rẽ càng trầm trọng nước Mỹ. Ngay từ lúc này thật sự sai lầm. No. Ông Trump không tự ký ân xá không có liên quan gì tới vụ án này. Cái ý bên ông ký ân xá thì nó vẫn mang lên như thường. Bởi vì tổng thống tự ký ân xá là những gì liên quan tới lúc ông cầm quyền thôi. Còn cái lúc trước khi ông lên cầm quyền, ông vẫn bị kiện như thường. Ông vẫn bị kiện như thường. Không có liên quan gì tới cái lệnh ký ân xá. Cái lệnh ân xá là để ông tránh những cái trường hợp kiện tụng dân sự trong lúc ông đang cầm quyền. Còn cái luật miễn tố là trong lúc ông đang cầm quyền, tất cả những cái cách điều hành quốc gia của ông đều được miễn tố. Trong lúc ông điều hành quốc gia từ ngày 20 tây tháng 1 năm 2017 cho tới ngày 20 tây tháng 1 năm 2021. Trong giai đoạn này tất cả ông được đều miễn tố trong vấn đề là hình sự, và nếu ký ân xá ông sẽ được miễn dân sự trong cái giai đoạn này thôi. Còn cái vụ án này nó xảy ra năm 2016. Lúc đó ông chưa phải là tổng thống. Do đó bây giờ có ký ân xá hay không nó vẫn kiện như thường nha. Rồi tiếp tục. Có nước nào lên tiếng vụ này chưa anh Phong? Thứ nhất là một số những người mà được xem là thân cận với ông Trump đã lên tiếng. Thứ nhất là thủ tướng của Hungary. Và ông nói rằng đây là một cuộc đối đầu giữa cái thiện và cái ác. Và ông cho rằng đây là một cái phiên tòa mang tính chất là trò hề công lý. Thứ hai là phó thủ tướng của nước Ý cũng đã lên tiếng trong vụ này và ủng hộ cho ông Trump. Thứ ba là một lãnh đạo của đảng bảo thủ tại Anh cũng đã lên tiếng bênh vực cho ông Trump. Đó là ba người chính thức. Còn những người còn lại đã được hãng thông tấn Reuters phỏng vấn thì họ nói rằng họ tôn trọng cái pháp lý của từng quốc gia, cái nền tư pháp của từng quốc gia và họ quan sát cẩn thận. Ví dụ như là Bộ trưởng Nội các của Nhật Bản đã lên tiếng và nói rằng trên quy tắc không có thể có ý kiến về cái nền pháp trị của một quốc gia khác. Thì Nhật là họ đưa ra như vậy, đó là cái phản ứng đầu tiên, còn những nước khác thì chưa thấy. Riêng phía Nga thì họ nói rằng đây là hành động bức hạ chính trị và đừng chỉ trích nước Nga nữa. Đó là lời phát biểu của Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin đã đưa ra nha. Bị kết án tù có dậy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ không? Vai trò của Tổng thống Hoa Kỳ có trách nhiệm giữ dân chủ mà giữ không mà ông ta giữ im lặng. Thứ nhất là đảng Dân Chủ đang tìm cách kích động. Họ đang tìm cách kích động những người ủng hộ ông Trump gây bạo động. Nhưng mà so far cho tới giờ phút này thì những người ủng hộ cho ông Trump vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Đây là mục tiêu đảng Dân Chủ muốn. Họ muốn kích động những người ủng hộ cho ông Trump để mà có phản ứng mạnh mẽ. Bằng chứng là quý vị thấy, hôm trước tôi đã cảnh báo rồi. Tôi đã đưa ra cái bài nói chuyện là đảng Dân Chủ sẽ khai thác như thế nào. Và y chang quý vị, từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay, tất cả các công ty truyền thông của Mỹ đều dùng chữ felony và criminal. Convict felon, tức là tên tội hình sự hay là tên trọng tội. Chứ nó không dùng chữ former president nữa. Tức là nó dùng những ngôn ngữ này để nó kích động đó. Nó kích động những người mà ủng hộ cho ông Trump bất mãn, tức giận để gây ra bạo động. Đây là mục tiêu của nó. Cho nên quý vị, không những như vậy, nó còn yêu cầu chỉnh sửa trên cái trang Wikipedia là đề ông Trump là một felon, một felony. Thì quý vị, tất cả những hành động này, các cái đài truyền thông đang kích động. Nó đang sử dụng những cái ngôn ngữ dễ gây bất mãn cho người dân và dễ gây nổi giận cho người dân để mà có thể có những cuộc xung đột theo ý của họ. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì những người ủng hộ cho ông Trump rất bình tĩnh. Họ chỉ nói trên mạng xã hội thôi. Họ chưa có một cái hành động nào ở ngoài xã hội cả. Thì quý vị, chúng ta không rơi vào cái bẫy của đảng Dân Chủ và cũng không rơi vào cái bẫy của đám truyền thông thiên tả cố tình kích động. Nha. Rồi tiếp tục, nếu cựu tổng thống mà bị ở tù thì sẽ không có tên trên lá phiếu, có đúng vậy không ạ? Một số tiểu bang sẽ chơi trò này, ví dụ như California. Nhưng mà California thì không ảnh hưởng gì cả. California thì không ảnh hưởng gì cả. Thì một số tiểu bang nó sẽ lợi dụng cái luật của tiểu bang. Thì trên nguyên tắc cái luật của tiểu bang nó có quyền ban hành. Nhưng mà luật đó không thể vi hiến. Thì vừa rồi tối cao pháp viện đã đưa ra cái phán quyết chính phiếu. Nói rằng không thể không để tên ông Trump lên lá phiếu bầu. Do đó bây giờ các tiểu bang chơi không được. Tại vì đã có cái án lệ của tối cao pháp viện rồi. Trên quy tắc các tiểu bang có quyền làm chuyện này. Nhưng mà vẫn bị kiện là cái hành động đó là vi hiến. Cái luật đó là vi hiến. Thì vừa rồi Colorado, Illinois đã đưa ra cái phán quyết của họ.
thì tối cao pháp viện đã lật đổ phán quyết này, nói rằng đây là cái phán quyết vi hiến. Thì tương tự như vậy, họ dựa trên cái tiền lệ của cái vụ này và họ nói rằng cái luật của các anh đã vi vào hiến pháp của liên bang. Do đó thì trên quy tắc là họ phải để tên ông Trump lên lá phiếu bầu, tại vì đã có án lệ rồi. Còn nếu chưa có án lệ, chưa có một cái phán quyết nào hết, thì họ có thể xóa tên ông Trump trên phiếu bầu với danh nghĩa luật tiểu bang tôi không để tù hình sự ở trên cái lá phiếu. Đại khái như vậy đi. Thì lúc đó bên ông Trump và đảng Cộng hòa phải khởi kiện và kiện lên tối cao pháp viện để mà khẳng định cái quyền hiến pháp của mình. Nhưng bây giờ đã có phán quyết rồi. 9 phiếu, tức là tất cả 9 phiếu đều đồng ý, đây là quyền hiến pháp của ông Trump, không ai cản được. Do đó các tiểu bang bây giờ có muốn ra luật cũng không được, tại vì đã có tiền lệ nha. Rồi, ok, đã không có bằng chứng tại sao có tội, đúng là vô lý. Ok, thì tôi đã nói quý vị, đây là một phiên tòa trình diễn. Và trong cái bài mà chương trình đặc biệt ngày hôm nay, tôi đã cho quý vị, tôi chứng minh cho quý vị so sánh với những cái kết án của những chế độ độc tài toàn trị và cộng sản không khác gì nhau cả. Tôi đã đưa những cái tin tức đó từ cái vụ của bên Nga, Venezuela, cho tới hai cái vụ án liên quan tới ở Việt Nam đó. Thì nó không khác gì một phiên tòa của cộng sản cả. Tôi đã đưa cho quý vị rồi nha. Tiêu chuẩn nào để ra tranh cử tổng thống Mỹ? Rất đơn giản. Sinh trưởng tại Mỹ và trên 35 tuổi. Sống liên tục tại Mỹ 14 năm. Đây là chỉ cái tiêu chuẩn rất đơn giản thôi. Tức là trong liên tục 14 năm đó không có đi ra khỏi nước Mỹ. Thì sẽ được phép, nghĩa là người ta cộng cái thời gian đó lại là 14 năm. Thì trên 35 tuổi và phải sinh trưởng tại Mỹ. Đó là cái quy tắc ra tranh cử chức tổng thống Mỹ nha. Rồi, vụ xử cựu tổng thống Trump có khả năng đưa vào nước Mỹ vào nội chiến không? Điều này đảng Dân Chủ rất muốn. Họ rất muốn kích động bất ổn xã hội trở thành nội chiến. Tại vì họ cửa thu họ quá lớn, cho nên họ đang cố tình làm chuyện này. Nhưng mà chưa chắc. Họ đang kích động để trở thành một cuộc nội chiến. Họ làm đủ mọi cách để kích động chuyện này đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì không có. Cho tới giờ phút này, những người ủng hộ đảng Cộng hòa và những người ủng hộ ông Trump, họ hiểu được rồi. Cho nên họ rất bình tĩnh. Mặc dù bị khiêu khích rất nhiều, họ sử dụng băng đảng, họ sử dụng những cái tên cuồng tín đến khiêu khích, nhưng mà những người bên ủng hộ trong Trump họ rất bình tĩnh. Thì đây là cái ý muốn của đảng Dân Chủ. Tại vì sao? Lần này họ chắc chắn họ thua Thượng viện rồi. Hạ viện, đảng Cộng hòa có thể sẽ giữ được luôn quyền đa số rồi. Bây giờ mất luôn ghế hành pháp, tức là họ không còn gì hết. Tối cao pháp viện 6 trên 3, ghế hành pháp Cộng hòa nắm, lưỡng viện Quốc hội Cộng hòa nắm hết. Do đó họ thấy cái cửa thua họ quá lớn, cho nên họ tìm cách thay đổi bằng cách là kích động bạo động. Và từ bạo động có thể tới nội chiến để lật đổ kết quả đó. Nhưng mà họ không thành công, bởi vì những trò kích động của họ đã được cảnh báo trước, cho nên bây giờ người dân không bị ảnh hưởng. Đó, trước khi mà đám truyền thông ngày hôm nay lên tiếng cứ gọi ông Trump là felony với criminal, tôi đã có bài cảnh báo ngay ngày bữa sau rồi. Tôi nói từ nay về sau là mấy công ty truyền thông nó sẽ gọi ông Trump như vậy để nó kích động người dân. Nó gọi ông là tội hình sự, nó gọi ông là tên trọng tội. Chứ nó đâu gọi ông là cựu tổng thống đâu. Thì quý vị thấy rồi đó. Nó dùng những ngôn ngữ này để nó kích động đó. Ok. Rồi tiếp tục. Nếu tổng thống Trump bị kết tội là tội nào làm cho ông không thể trở thành tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tiếp theo? Tội duy nhất là liên quan tới cái cuộc nội chiến Hoa Kỳ cách đây hơn 100 năm. Gần 200 năm. Nếu ông Trump có liên quan tới tội và liên quan tới những cái cuộc nội chiến mà họ gọi là thành phần phản loạn đó. Nếu ông Trump có liên quan thì cái duy nhất cái tội đó là trên hiến pháp là không cho phép ông Trump được ngồi bất kỳ một cái ghế nào của liên bang lẫn tiểu bang. Nhưng đáng tiếc cái vụ đó xảy ra trên hơn 100 năm trước đây rồi. Tức là thời 1800 mấy đó. Do đó không có cái tội nào cản được ông Trump hết theo hiến pháp. Trừ cái tội đó thôi. Tại vì trong cái tu chính án số 14 thì nó có quy định điều này. Tức là nếu như mà can dự tới cuộc nổi loạn của các cái tư lệnh của miền Nam thì sẽ không được phép giữ bất kỳ một cái vị trí nào. Không thể.
thì kỳ rồi đảng Dân Chủ đã lợi dụng cái biến cố ngày 6 tháng 1 để nó tìm cách nó link tới cái cuộc nổi loạn của miền Nam đó. Nhưng mà cuối cùng bị tố cáo viện đóng đinh đó. Không được. Để nó loại trừ tên ông Trump ra đó. Nhưng mà không được. Tại vì đó là quyền hiến pháp nha. Rồi tiếp tục. Đảng Cộng Hòa có bác Upland khi Tổng thống Trump phải vào tù chưa? Giữ DeSantis. No. Ổng vào tù, ổng vẫn tranh cử. Tôi đã nói quý vị, ổng vào tù, ổng vẫn tranh cử. Không ai thay thế ổng được hết. Trừ khi là ổng tự rút lui thôi. Còn không ai thay thế được ổng Trump hết. Và bây giờ ổng là presumptive, là người đã được cho là đại diện đảng Cộng Hòa rồi. Có nghĩa là bây giờ chỉ chờ vào cái ngày chính thức đảng đề cử thôi. Còn tất cả cử tri đoàn của đảng đó, đại biểu đoàn đó, họ đã bỏ phiếu cho ông hết rồi. Do đó, đảng Cộng Hòa không cần backup plan. Không cần backup plan gì cả. Họ đứng sau lưng ông hết. Nha. Rồi, tiếp tục. Phiên tòa xét xử phạm luật có cơ quan nào xử lý phiên tòa này không? Không. Về quy tắc thì không. Nhưng những cá nhân lạm dụng chức quyền của mình, nếu như mà bên Hạ viện, Quốc hội mà họ mở cuộc điều trần điều tra, mà họ thấy rằng có dấu hiệu lạm quyền hay là có bằng chứng lạm quyền, họ sẽ chuyển qua Bộ Tư pháp để khởi kiện cái kẻ đó. Nhất là tên quan tòa. Tên quan tòa là nhân vật chủ chốt. Và thứ hai là 12 bồi thẩm đoàn. Tại vì 12 người này đã khai mang mà vẫn được chấp nhận. Ok, thì những người này có thể sẽ bị khởi tố bởi Bộ Tư pháp nếu như mà bên Quốc hội sau khi họ mở cuộc điều trần xong, họ lấy tất cả những chứng từ, những lời khai xong, thì lúc đó họ sẽ kết luận là có cái việc gọi là vi phạm luật hay không từ những cá nhân này thôi. Nha, ok. Hạ viện và Chủ tịch Mike Johnson có quyền cúp ngân sách các văn phòng biện lý cực tả không anh Phong? Adip có hành động như thực tế bảo vệ ông Trump chứ? Thì họ có quyền cắt ngân sách, nhưng mà những người này đâu phải chỉ nhận ngân sách của liên bang, họ còn nhận ngân sách của tiểu bang nữa. Do đó cắt bên liên bang thì họ vẫn còn ngân sách của tiểu bang, họ vẫn được quyền làm. Hạ viện có quyền làm điều đó. Hạ viện có quyền làm điều đó, tức là họ đặt ra điều kiện không phải cắt, mà họ vẫn đưa ngân sách cho tiểu bang. Ví dụ, tôi lấy ví dụ thôi, là bây giờ Georgia đã thành lập một cái giám sát về cái sự lạm quyền và thiếu đạo đức của một số quan tòa, biện lý và công tố viên. Bây giờ những cái tiểu bang này, ví dụ như mà họ phải xin ngân sách của liên bang, thì ngân sách của liên bang sẽ do Quốc hội duyệt. Thì Quốc hội sẽ đưa ra điều kiện, nếu các tiểu bang này muốn nhận ngân sách thì phải thành lập một cái ủy ban giám sát của Quốc hội để mà giám sát tất cả những công việc đó. Thì quý vị nếu quý vị lập thì quý vị nhận được, còn quý vị không lập thì quý vị không nhận được. Đại khái một cái hình thức gọi là trói buộc nhau như vậy. Quý vị có quyền không nhận, nhưng mà cái ngân sách đó là cái ngân sách một phần của liên bang, một phần của tiểu bang và một phần của địa phương, chứ không phải là toàn bộ của liên bang nha. Rồi tiếp tục. Wow, nhiều quá các quý vị, bao nhiêu quá. Để tôi ra lại. Ok. Theo anh Phong, tỷ lệ ủng hộ ông Trump sẽ tăng bao nhiêu trong thời gian tới? Thứ nhất là vừa rồi là cái cuộc thăm dò mới nhất của Emerson, thì của tờ Daily Mail, thì họ cho rằng là cái số lượng ủng hộ ông Trump là tăng lên 27%. Nhưng mà mới chỉ có một cái tờ báo Daily Mail thôi. Còn bây giờ chúng ta phải chờ cuộc thăm dò này, nó sẽ có hai cái tăng và giảm. Và nó chỉ là nằm trong giai đoạn của tháng này thôi. Tức là cái câu chuyện nó vừa xảy ra còn quá nóng, mọi người đều bàn ra tán vô. Thì nó có hai cái. Có thể rằng đúng như đám truyền thông tuyên truyền, hoặc là họ cố tình tìm những cái người mà có khuynh hướng thay đổi để mà họ phỏng vấn. Thì có thể là cái mức ủng hộ Trump bị giảm đi một chút, khoảng 3 cho tới 10%, là họ tuyên bố là nếu mà ông Trump bị kết tội thì họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai, mà cái phần thứ hai thì tôi nghĩ nhiều hơn, là cái phiên tòa này nó cho mọi người thấy rõ ràng. Cho nên quý vị, cái mức ủng hộ ông Trump có thể tăng. Ông sẽ tăng từ 3 cho tới 5% trên toàn quốc và kể cả những cái tiểu bang chiến lược là swing state. Nhưng mà chúng ta chưa biết được. Bây giờ mới có tờ Daily Mail, mà tờ Daily Mail thực hiện cuộc thăm dò quá sớm, 407 người. Mà quá sớm đi. Do đó thì nó cho thấy là cái mức ủng hộ ông Trump tăng tới 27% lần.
bây giờ chúng ta phải chờ thêm một vài tuần nữa thì lúc đó các cái báo cáo ra chúng ta mới thấy được. Nhưng mà nó cũng chỉ là giai đoạn của tháng này thôi. Qua tháng sau nó sẽ thay đổi. Tại cái tháng này nó bật ra sự kiện đó, nó bật ra cái vụ này, thì cái sự binh và chống nó tăng nhiệt lên. Nó tăng nhiệt lên thì nó khác. Nhưng mà qua khỏi tháng này rồi thì nó lại màu khác nữa. Do đó thì tôi không nói được là bao nhiêu phần trăm cả nha. Rồi tiếp tục à. Ok. Đảng Dân Chủ không bao giờ để cho ông Trump lên làm tổng thống đâu. Chưa chắc ông Trump còn sống trong nhà tù. Vấn đề quý vị có thể diễn dịch như vậy, nhưng vấn đề của ông Trump khác với những người khác. Những người khác vô tù có thể chết, nhưng ông Trump chưa chắc. Và chưa chắc ông phải vô tù nữa. Giống như tôi đã nói với quý vị, ông chưa chắc phải vô tù. Tại vì cái luật của tiểu bang New York nó là như vậy. Tức là trên 65 tuổi chưa bao giờ phạm tiền án, thì thông thường các ông quan tòa phạt là làm việc cộng đồng hoặc là bị quản chế, trừ khi phạm những cái tội được xem là trọng tội như là tội giết người, tội hãm hiếp, tội tấn công tình dục. Những cái tội này thì nó thuộc về tiểu bang đó, thì những cái tội này có thể là ông tòa sẽ kết án tù. Nhưng nếu không phải là những tội này, tức là những tội bất bạo động, nó gọi là non-violent crime, thì tiểu bang New York rất là mềm dẻo. Luật của nó, những cái tội này rất là nhẹ. Nó gọi là non-violent crime, tức là những cái tội mà không có bạo động. Thì luật của tiểu bang New York nó mềm dẻo chỗ này. Cho nên là ông Trump trên 77, ông Trump năm nay 77 tuổi rồi. Và cuộc đời của ông chưa bao giờ phạm tội hình sự, chưa bao giờ có tiền án cả. Cho nên chưa chắc là ông Trump bị kết án tù ở trong tù đâu. Có thể sẽ bị quản chế ở tại nhà bao nhiêu năm, đại khái như vậy, tức là đeo còng đó, bước ra khỏi nhà 11 feet là cái còng nó kêu lên đó, đại khái như vậy, chứ chưa chắc đã vô nhà tù. Tại vì cái luật của tiểu bang New York nó mình gọi là soft crime là như vậy đó, soft crime tức là họ mềm dẻo đó. Do đó đây là tôi nói là luật của New York thôi. Chính vì vậy mà ngày hôm qua thì một số chuyên gia pháp lý của kể cả CNN lẫn Fox đều nói như vậy. Tức là liệu ông Trump có đi tù hay không? Tức là jail times đó, thì họ nói rằng là không. Ông có thể bị kết án tù, nhưng mà ông không cần phải vô nhà tù, mà có thể bị quản chế tại nhà. Thì điều này có thể xảy ra. Và nhất rất có thể là bởi vì chúng ta chưa biết được. Tùy theo tên quan tòa này nữa nha. Luật là như vậy, nhưng mà tên quan tòa nó có ý đồ thì khác. Nó có ý đồ thì khác. Và nếu nó có ý đồ đi nữa, thì trước khi mà ông Trump bước vào nhà tù, thì cơ quan mật vụ sẽ làm việc. Sẽ làm việc là bảo đảm cái thời gian của họ khi mà họ đổi người. Tức là cơ quan mật vụ thay phiên nhau bảo vệ cho ông Trump 24/24. Từ trước tới giờ, từ lúc ông làm tổng thống cho tới lúc ông làm cựu tổng thống, thì họ có những nhân viên mật vụ bảo vệ cho ông Trump. Thì sẽ chia ca ra và sẽ kiểm tra như thế nào. Và nhân viên mật vụ được phép đeo súng. Không ai cản được họ hết. Họ được phép đeo súng và họ được phép đưa ra những cái biện pháp cần thiết để bảo vệ cho tổng thống. Tại vì đó là trách nhiệm của họ. Từ trước tới giờ. Thì bên phía cai tù muốn mà làm gì ông Trump phải thông qua cơ quan mật vụ. Muốn mời ông Trump làm gì, muốn làm gì, thì phải thông qua cơ quan mật vụ. Và cơ quan mật vụ có quyền đòi hỏi sự riêng biệt cho ông Trump. Cái đó là do hai bên thương thảo với nhau thôi nha. Rồi tiếp tục. 24 tiếng đồng hồ tiền ủng hộ 134.8 triệu, đánh sập lượng người ủng hộ quá đông. Bây giờ là 52 triệu rồi, 50, gần 53 triệu rồi, 52 triệu 8 rồi. Bây giờ lên tới 52-53 triệu rồi, qua khỏi con số 53 triệu rồi. Còn trước đó thì là ba mấy triệu thôi nha. Nếu ông Trump chọn đúng người đứng chung biên danh, nếu có gặp trắc trở, ông có thể ủy quyền cho người phó giúp ông tranh cử ông Anh Phong. Thì đương nhiên, cái người phó sẽ là người thay thế. Cái người phó sẽ là người thay thế, nhưng mà chữ đúng người thì tôi không biết đúng là đúng người nào. Tại vì ai cũng có tiềm năng cả. Đúng người nào, và ngay cả hồi sáng này tôi có nói đó, là một khán giả đưa tôi một cái ý kiến mà tôi nói rằng là lúc đầu tôi nghe tôi hơi thấy hơi, cái ý kiến này hơi bị tẩn đó. Nhưng mà khi mình phân tích lại, mình lại thấy hữu lý.
Đó là cái ý kiến mà nói rằng là ký giấy ủy quyền cho Ivanka. Thì điều này nó chưa bao giờ xảy ra hết. Chưa bao giờ một ứng cử viên tổng thống mà ký giấy ủy quyền cho một người khác thay mình đi tranh cử hết. Chưa bao giờ có. Nhưng nó có thể xảy ra trong đợt này. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất vẫn dính líu tới ông Trump. Và thứ hai là vấn đề còn lại, làm sao thuyết phục được các đại biểu đoàn có mặt trong cái ngày đại hội để họ bỏ phiếu đại biểu đoàn cho Ivanka Trump. Thì họ đưa cái đó là tôi vẫn nhìn thấy là nó có khả năng xảy ra. Mặc dù cái ý kiến đó mình thấy nó hơi không sát với thực tế. Nhưng nếu mình phân tích kỹ vô thì mình thấy đúng. Nó có thể xảy ra đó. Tức là trong tất cả cái người mà ông Trump cưng nhất và thương nhất và tin tưởng nhất là Ivanka Trump, Don Jr. hay là Eric Trump đã từng giúp cho ông Trump rất là nhiều, hai người con trai lớn. Nhưng mà hai người này dính tới business và nhiều lần xuất hiện trước công chúng. Thì đôi lúc có những cái phốt, có những cái dễ bị chỉ trích và chưa chắc thắng. Nhưng nếu chọn Ivanka Trump thì Joe Biden mất cửa luôn. Và nếu đảng Cộng Hòa solid đồng ý trong cái đại hội đảng, Ivanka Trump được ủy quyền trở thành ứng cử viên tổng thống thay thế cho Donald Trump. Thì quý vị, Joe Biden lấy gì đỡ? Bây giờ là khối phiếu trẻ, nó chê ông Trump già, nó chê Joe Biden già. Bây giờ Ivanka trẻ đó, lạng quạng lại được. Do đó, những cái ý kiến đó tôi nghĩ rằng là nó cũng, lúc đầu tôi nghĩ cái ý kiến này khùng điên, làm gì có chuyện này, làm gì có chuyện này xảy ra. Nhưng mình khi mình ngồi mình phân tích lại, mình thấy được có nhiều yếu tố lợi, nhiều yếu tố lợi từ tuổi tác cho tới việc mà Ivanka Trump, quý vị thấy trong cái vụ án ở New York của bà James Lassier là bà chừa Ivanka Trump ra, bà quất luôn cả Don Jr., bà quất luôn cả Eric Trump trong cái đơn kiện của bà. Nhưng mà Ivanka Trump là không bị. Thì quý vị, đó là những cái mà tôi nói là có những cái mình ngồi mình nhìn lại, mình phân tích, mình thấy mặc dù là cái ý tưởng đó hơi tưng tửng nhưng mà nó là thực tế. Nó có thể xảy ra nha. Rồi tiếp tục. Nếu Tổng thống Trump kháng án thì bao nhiêu tòa án liên bang sẽ giải quyết? No, kháng án này là trên tòa của tiểu bang thôi. Tức là bây giờ cái đơn kháng án sẽ nộp. Nhưng mà giải quyết đơn kháng án này không biết, tùy theo ba ông tòa đó. Có thể nó sẽ vượt qua cái ngày bầu cử năm tây tháng 11. Có thể nó sẽ diễn ra năm tới. Có thể nó sẽ diễn ra năm tới. Và cũng có thể nó sẽ đi một cái hướng fast track nhanh hơn. Chưa biết được, do ba quan tòa của tòa kháng án đưa ra cái quyết định thôi. Họ quyết định là sẽ thụ lý vụ án này và thụ lý cái đơn kháng án này. Nhưng mà lúc nào thụ lý thì không biết nha. Rồi tiếp tục. Kịch bản của dân chủ rõ ràng thế giới đều biết, hy vọng lá phiếu người dân Hoa Kỳ rất hy vọng. Thì tôi nói quý vị, tất cả những cái trò của họ xưa nay bị cái vùng màu xám che lại, không ai nhìn thấy. Nhưng kể từ khi mà ông Trump xuất hiện trong vai trò tổng thống trước đây và bây giờ là ứng cử viên tổng thống, nhiều cái trò của họ đã bị phanh phui. Người dân không còn nhìn một chiều nữa theo định hướng của các công ty truyền thông nữa, mà họ nhìn đa chiều. Không những là người dân, mà lúc trước nhiều thành viên đảng Cộng Hòa ở trong Quốc hội cũng bị cái nhìn một chiều này. Nhưng mà kể từ khi ông Trump xuất hiện thì bây giờ họ nhìn rất là nhiều góc, họ không nhìn một góc nữa. Thì quý vị thấy rồi đó, họ nhìn rất là nhiều góc khác nhau. Do đó lần này là tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ hết là cái sự thối nát của liên bang như thế nào và cần phải điều chỉnh cái gì, cần phải điều chỉnh như thế nào. Dân Mỹ thấy hết nha. Rồi tiếp tục. Wow. Trong tiền lệ đã có tù nhân nào được tranh cử không? Họ nhắc lại năm 1920, lãnh đạo của một đảng đối lập nhỏ đã phải tranh cử trong nhà tù. Đó là năm 1920. Thì ông này, cái đảng đó, ông tên gì tôi quên mất tiêu rồi, hôm qua tôi có đọc đó. Thì ông này năm 1920 đã từng bị kết án trong tù và đã tranh cử, nhưng mà ông thua. Ông thua chứ ông không thắng. Hình như là đảng gì xã hội gì đó. Thì năm 1920 đã xảy ra một vụ rồi. Ok. Nhưng một cựu tổng thống tái tranh cử trở lại mà bị tù, bị kết án tù và phải tranh cử từ trong nhà tù thì chưa có. Cái người kia chỉ là ứng cử viên thôi nha.
Rồi, anh nghĩ tối cao pháp viện sẽ nhận đơn nhanh chóng bác bỏ phán quyết của tòa New York không? Thứ nhất là tối cao pháp viện chưa hề nhận đơn. Và bây giờ nó phải theo trình tự tòa kháng án của New York trước. Nếu tòa kháng án mà vẫn giữ nguyên cái bản án này thì phía ông Trump sẽ nộp lên tối cao pháp viện của New York chứ không phải của liên bang. Ok, tối cao pháp viện của New York. Còn trường hợp của liên bang là do đề nghị của ông Mike Johnson. Ông Mike Johnson đề nghị là tối cao pháp viện can dự vào cái vụ án này. Bởi vì ông Trump đang là ứng cử viên số 1 của đảng Cộng Hòa. Nhưng cái yếu tố này vẫn chưa đủ để cho liên bang can dự vào. Theo các cái chuyên gia pháp lý họ cho rằng là cái yếu tố ông Trump là một cựu tổng thống và là cả ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Và họ xem đây là một cái vụ án bức hại chính trị. Thì cái yếu tố này không biết rằng đã đủ thuyết phục cho tối cao pháp viện can dự vào chưa. Tại vì nó liên can tới hiến pháp. Nhưng đó là ý kiến của Mike Johnson. Nhưng ngược lại các chuyên gia pháp lý thì nói rằng liên bang không có yếu tố xen vào. Liên bang không có yếu tố xen vào. Khi cái vụ án này bên phía công tố viện và phía quan tòa nói ủa không có liên can tới chính trị. Đây là vụ án hình sự. Do đó thì tôi vẫn chưa biết được. Còn cái tối cao pháp viện của tiểu bang thì nó phải họ phải chờ tòa kháng án quyết định xong bên ông Trump nộp đơn lên. Thì cái quyết định sau cùng là của tối cao pháp viện của tiểu bang thôi. Nha. Rồi. Nếu năm 20 ông Trump tự ký ân xá thì hôm nay có thể không có ra tòa. Nó, ông có ký cũng vậy. Một khi nó đã có ý định, quý vị nên nhớ tên công tố viên này ngay từ lúc nó tranh cử chức công tố viên, nó tuyên bố rồi. I will go after Trump, no matter what. Đây là cái lời tuyên bố lúc nó tranh cử chức biện lý, chức công tố viên, tức là prosecutor. Và bây giờ thì nó thực hiện cái lời hứa đó. Tức là nó sử dụng, là nó dùng cái gọi là trả thù chính trị đó. Nó đem một cái vụ án dân sự trở thành hình sự đó. Nó không có liên can gì cái việc mà ông Trump tự ký ân xá hay không cả. Nha. Tên quan tòa và bồi thẩm đoàn có bị phạt nếu tối cao pháp viện điều tra dấu hiệu đàn áp đối thủ chính trị không chú? Thứ nhất là tối cao pháp viện không có xen vào chuyện này. Cái này chỉ là nằm thủ cái thẩm quyền giám sát của quốc hội là liên bang thôi. Họ có quyền đưa ra cái ủy ban giám sát. Và nếu như ủy ban giám sát, tức là ủy ban tư pháp và ủy ban giám sát mà họ duyệt xét, họ thấy rằng có dấu hiệu này, họ sẽ chuyển qua cho bộ tư pháp khởi tố. Thì trách nhiệm khởi tố là của bộ tư pháp, không có liên can gì tới tối cao pháp viện cả. Không có liên can gì tới tối cao pháp viện cả. Nha. Rồi tiếp tục. Có tòa án kháng cáo không ạ? Thì đó, có chứ, lúc nào cũng có mà. Nha. Tất cả chỉ để Donald Trump lên ghế tổng thống chắc chắn hơn thôi. Đợt này hy vọng flip được 7 tiểu bang chiến lược. Không những flip mà thẳng luôn. Lạng quạng là một số tiểu bang blue state, ông Trump cũng thắng luôn. Thì ngày hôm kia thì sướng viên đài truyền hình Fox là Laura đó, lên tiếng nói mà. Quý vị đã bầu cho Donald Trump vào ngày 30 tới tháng 5 rồi. Chưa phải là ngày 5 tới tháng 11. Chính quý vị đã bầu cho Donald Trump làm tổng thống ngày 30 tới tháng 5 rồi. Tức là cái hành động này của họ đã đưa ông Trump vào ghế tổng thống đó. Mà một số chiến lược gia của đảng Dân Chủ cũng nói luôn. Cũng nói là backfire, bị phản ứng ngược rồi. Còn những cái tên mà dân chủ mà mừng, ăn mừng như là The View hay là một số những tên dân chủ khác đó, thì bây giờ sẽ bị backfire. Là bây giờ chính họ phải đối diện với cuộc tranh cử. Nhất là bên Hạ Viện. Bên Hạ Viện lần này đó là những tên dân chủ nào mà quý vị thấy rằng là ăn mừng ông Trump đó, có nguy cơ mất ghế đó. Có nguy cơ mất ghế khi mà nó công khai lên tiếng đó. Thì chính người dân ở cái địa hạt đó sẽ không bỏ phiếu cho nó mà bỏ phiếu cho đối thủ của nó. Đây là cái giá phải trả backfire đó. Và chiến lược gia của đảng Dân Chủ, kể cả chiến lược gia của Bill Clinton trước đây, cũng lên tiếng nói rằng, no, cái này backfire rồi. Thứ nhất là cái sai lầm là sử dụng cái phiên tòa này. Thứ hai là cái sai lầm của chiến dịch tranh cử Joe Biden là đưa Robert De Niro, tên tài tử cực tả này đó, đến tận tòa án để quậy phá. Đây là hai cái sai lầm. Quý vị, rồi bây giờ Joe Biden lên tiếng ngày hôm nay. Joe Biden lên tiếng nói, ô, không có liên can gì tới liên bang của tôi hết.
cái này là luật của tiểu bang New York, họ xử ông Trump theo New York đâu có liên can gì tới tôi đâu, mà đi nói là tôi là cái người mà gọi là có quyền lực như vậy. Quý vị, Putin có nói vậy không? Nicolas Maduro có nói vậy không? Putin cũng nói, ế, cái này là tòa án xử, có liên can gì tới tôi đâu. Tôi là tổng thống điều hành của mấy quốc gia, tôi đâu có điều hành tòa án đâu. Rồi Nicolas Maduro cũng vậy, khi mà tòa tối cao của Venezuela chận bà Maria đó, Machudo đó, thì ê, cái này tòa án quyết định đâu liên can tới tôi đâu có ra lệnh đâu. Thì cũng y chang vậy thôi. Nhưng tại sao Nga bị bên chính Anthony Blinken lên tiếng nói rằng cái vụ án Navalny là political motivated, động cơ chính trị. Rồi chính Joe Biden và chính Liên hiệp Âu Châu cấm vận Venezuela chỉ vì bà Maria Machado đã bị cấm ra tranh cử 14 năm, 15 năm. Còn Navalny thì chết trong nhà tù. Những người này bị tòa án quyết định chứ đâu phải là Putin hay là Nicolas Maduro đâu. Bây giờ Joe Biden lên giải thích cái đó ai tin? Ủa cái này của New York chứ đâu phải liên quan tới liên bang của tôi đâu. Y chang nha. Rồi. Đây cũng là lỗ hổng của luật pháp Mỹ khi một đã phe đảng cầm quyền. Thì tôi nói quý vị, cái vấn đề ở chỗ này là tôi nói quý vị, không phải là bây giờ mà từ lúc Bill Clinton lên rồi là họ đã có những cái đầu tư lâu dài. Tức là họ sử dụng cái người vào bổ nhiệm hoặc là thúc đẩy những kẻ khuynh tả tranh cử vào những cái chức vụ này để bảo vệ cho cái tư tưởng của họ và những cái nghị trình của họ. Từ lúc mà Bill Clinton lên làm tổng thống năm 1993 rồi. Nhưng phía đảng Cộng Hòa thì họ tin tưởng vào cái truyền thống cũ của đảng Dân Chủ. Họ không nghĩ rằng đảng Dân Chủ chơi cái kiểu này. Cho tới khi ông Trump lên thì tất cả sự thật được phơi bày ra hết. Bây giờ đảng Cộng Hòa mới giật mình. Trong 30 năm nay, mình cứ tin tưởng đảng kia cũng giống như đảng mình. Có thể khác cái cách quản lý đất nước. Nhưng mà rồi thì cũng chỉ là đóng góp cho đất nước thôi. Họ đâu có biết được bên kia cứ cái người điếc. Cho lúc ông Trump lên một cái, tất cả rớt xuống hết. Bây giờ đảng Cộng Hòa mới giật mình. Thì bởi vậy mới có cái project 2025 của Heritage Foundation. Là bây giờ họ nhìn thấy, họ mới ngồi đó, họ viết xuống hết tất cả một cái dự án, một cái đại dự án để định hình lại nước Mỹ trong vòng 50 năm tới. Tại vì bây giờ họ mới thấy được cái trò của đảng Dân Chủ là chuyên môn chơi cái trò này. Do đó tôi nói quý vị, nhờ ông Trump, nhiều sự thật được phanh phui. Nhiều những cái trò này nó được phanh phui ra. Và những cái trò đội lốt này, đội lốt nhân viên liên bang, đội lốt những cái quy tắc để bắt đầu giới hạn phe đối lập. Quý vị, đó là cái mà tôi nói quý vị, nền pháp trị bị lợi dụng là như vậy. Và chính vì vậy mà Ted Cruz ngày hôm nay nói đây là nước Cộng hòa củ chuối, Republic of Banana, Cộng hòa củ chuối, là bởi vì quý vị, nó đều nhân danh hết. Thì quý vị đã đọc cái tác phẩm mà The Animal Camp, Trại súc vật đó, nó cũng nhân danh. Nó nhân danh những điều tốt đẹp lắm. Kết quả như thế nào? Quý vị thấy rồi đó. Nha. Rồi tiếp tục. Quân nhân liên bang Hoa Kỳ có theo đảng phái nào không ạ? Thứ nhất, mỗi một người lính đều có cái quyền tự do của họ. Họ có quyền tự do chọn đảng phái chính trị. Họ có quyền chọn tự do về tôn giáo. Nhưng mà họ có quyền đó, nhưng họ không thể áp dụng cái đó vào trong cái công việc của họ. Còn họ bất kỳ ở một cái đảng chính trị nào hay là ở một cái tôn giáo nào, họ được quyền hết nha. Rồi, từ vụ án của ông Trump, chúng ta phải cảm ơn các tổ phụ nước Mỹ đã biết được những thủ đoạn và lòng tham của con người, cho dù người có bị kết án cũng không bị tước đi quyền tranh cử. Thì tôi nói quý vị, cái bản hiến pháp của Hoa Kỳ suốt mấy trăm năm nay, người dân mà duy trì được và chống lại được cái sự lạm quyền chuyên chế của các đảng chính trị là nhờ cái bản hiến pháp đó. Cái bản hiến pháp đó đã giúp cho người dân sống dựa vào hiến pháp nhiều hơn luật pháp. Đa số người dân Hoa Kỳ sống dựa trên cái hiến pháp nhiều hơn là cái luật pháp ban hành, cái luật pháp hiện hành suốt mấy trăm năm nay rồi nha. Rồi tiếp tục.
Một tiểu bang nhỏ mà dám xử cả một cựu tổng thống là tôi không hiểu được luật của nước Mỹ như thế này. Nó là một điểm tốt và là một cái điểm bị xem là khuyết điểm luôn đó. Tại vì nước Mỹ đi ra từ độc lập, từ cái khao khát độc lập và tự do. Cho nên khi thành lập nước Mỹ lúc 13 tiểu bang đầu tiên nằm dưới chính quyền liên bang, tất cả tiểu bang đều có quyền độc lập riêng của họ. Chỉ có một số vấn đề thuộc về liên bang mà thôi. Và khi mở rộng lên là 50 tiểu bang thì nó vẫn là cái quy tắc này. Cái quy tắc của nền Cộng hòa là sự độc lập từ các phía. Nó là cái ưu điểm, nhưng đồng thời nó là cái lỗ hổng. Bởi vì khi một số tiểu bang lợi dụng thì chúng ta không làm gì được cả. Chúng ta không làm gì được cả. Trừ khi cái sự lợi dụng đó vi hiến thì chúng ta mới can thiệp được. Còn nếu mà nó lợi dụng mà nó không vi hiến, chúng ta thúc thủ không làm gì được hết. Thúc thủ luôn, không làm gì được hết. Trừ khi những cái điều vi phạm của nó là vi hiến thì dính tới liên bang. Nha. Rồi tiếp tục. Wow, nước có một số cái đọc rồi nha. Ok. Tiền không cần, danh cần làm gì khi ông là cựu tổng thống, con cái của ông quá trời giỏi, lợi ích nằm ở đâu? Chả có lợi ích gì cả. Ông ra vì tinh thần yêu nước. Năm 2016, ông Trump bước ra làm chính trị, tranh cử tổng thống, cũng vì ông thấy sự nguy hiểm của đảng Dân Chủ. Và trong 4 năm ông cầm quyền khi ông thắng cử, ông đã vạch ra hết tất cả những điều này. Người dân Mỹ bây giờ mới thấy được mình đang sống trong sự nguy hiểm mà không biết. Sự nguy hiểm của sự chuyên chế và những cái tư tưởng cực tả băng hoại nó đang xâm nhập dần nước Mỹ mà dân Mỹ không biết, cho tới khi ông Trump ra tranh cử. Và chính nhờ 8 năm qua mà dân Mỹ mới sáng mắt, mới thấy được là cái tình trạng nước Mỹ đi tới nguy hiểm như thế nào. Ông Trump không phải vì tiền. Tiền thì ông có rồi, ông là tỷ phú mà. Danh ông cũng có, ông ra trước khi ông tranh cử tổng thống, ông đã là chủ của một số những cái chương trình truyền hình nổi tiếng rồi. Những cái chương trình từ thi hoa hậu cho tới những cái chương trình về địa ốc cho tới những cái game show, ông đều có hết. Và quyền lực ông có trong cái giới giải trí rất là nhiều. Và giới gọi là làm ăn rất là nhiều. Ông không cần. Nhưng mà cái chữ duy nhất giúp cho ông ra và ngày hôm nay ông giữ được là chữ Patriot. Lòng yêu nước. Ông thấy được cái sự nguy hiểm này, ông mới bước ra. Chứ tại sao ổng phải bước ra làm gì? Trong 8 năm qua quý vị thấy đó, nó quánh ổng không còn manh giáp nào hết. Tới giờ phút này vẫn tiếp tục đánh. Ok. Rồi. Tiếp tục. Ok. Ok. Vì sao ông Trump lại bị xử ở New York vậy? Tại vì lúc đó ổng là cư dân của New York. Và lúc đó câu chuyện xảy ra tại New York. Năm 2016. Cho nên nó cái kênh công tố viên đó nó mang cái vụ án nó lên dân sự, nó lên nó nấu lại thành hình sự và xử ở New York. Ok. Rồi tiếp tục. Hiến pháp và tu chính khác nhau. No, cái bản gọi là tu chính hiến pháp, nó gọi là amendment. Tức là người ta có thể điều chỉnh tu chính nó lại cho nó thích hợp giai đoạn. Nhưng mà từ cả trăm năm nay rồi, không ai tu chính được nhiều. Trừ những trường hợp mà nó ảnh hưởng toàn dân thì nó được tu chính. Ví dụ như cái vụ án về phá thai năm 1973, họ tu chính cái bản hiến pháp lại, cái quyền phá thai của phụ nữ nằm ở trong cái hiến pháp. Theo cái giải thích của tối cao pháp viện thời điểm đó. Nhưng vừa rồi thì họ hủy bỏ, họ nói no, cái quyền này không nằm trong hiến pháp mà nó thuộc về quyền của các tiểu bang. Do đó họ hủy bỏ cái quyền đó trong hiến pháp. Thì cái hiến pháp nó được tu chính, nó gọi là hiến pháp, tức là constitution. Thì trong constitution đó nó có những cái amendment, những cái tu chính. Thì những cái tu chính án đó được tu chính lại cho phù hợp cho từng giai đoạn. Nhưng mà giống như tôi nói, tu chính một chữ trong hiến án, trong hiến pháp rất là khó. Suốt mấy chục năm nay rồi, tại vì muốn tu chính một chữ trong hiến pháp thì nó phải thông qua 2/3 khối phiếu trên sàn thượng viện, 2/3 khối phiếu ở hạ viện và tổng thống ký thì nó mới được tu chính. Và việc này khó xảy ra vô cùng. Đụng tới hiến pháp là hai đảng có quan điểm khác nhau,
không đảng nào nhường đảng nào hết. Cho nên từ xưa tới nay một chữ trong hiến pháp cũng khó thay đổi. Ok. Rồi tiếp tục. Anh Phong nói về vụ ủy quyền của ông Trump cho con gái Ivana đi, vụ này mới quá. Thật sự quý vị là do tôi thôi. Khi mà một khán giả đưa cái ý kiến là ủy quyền cho Ivanka Trump thì tôi thấy là cái ý tưởng này nó hơi khùng khùng điên điên. Nhưng khi tôi ngồi tôi phân tích thì tôi thấy đúng. Nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra. Thứ nhất là ông Trump không có lý do gì rút lui cả. Bởi vì luật không có chỗ nào cản ông được hết. Ok. Tuy nhiên thì nếu mà ông thuyết phục được, vấn đề thứ nhất ông phải thuyết phục được người đầu tiên là Ivanka đã. Phải thuyết phục Ivanka đồng ý đã. Tại cổ bây giờ cổ sợ quá rồi. Cổ không muốn dính tới chính trị nữa. Nhưng mà trước tiên hết ông Trump phải thuyết phục con gái của mình đã. Rồi cái bước thứ hai, ông phải thuyết phục toàn bộ các đại biểu đoàn của Đảng Cộng Hòa. Phải trên 1.200 ta, hôm trước là 1.249 đại biểu đoàn. Phải trên 1.249 đại biểu đoàn tính cho tại thời điểm năm nay. Nếu 1.249 đại biểu đoàn này đồng ý để cho Ivanka thay thế ông Trump thì coi như cổ hợp pháp trở thành ứng cử viên tổng thống. Vấn đề là đại biểu đoàn, nhưng mà cái điều này nó sẽ gây một cách nó sẽ gây ra một cái gọi là hơi rắc rối, nhưng mà tôi nghĩ không nghĩ rắc rối là bởi vì Đảng Dân Chủ gặp rắc rối nhưng Đảng Cộng Hòa không gặp, là bởi vì cái đại hội đảng của Đảng Cộng Hòa là 15 cho tới 18 tháng 7, đại hội đảng Dân Chủ là từ 19 tới 22 tháng 8. Thì quý vị nhớ cái vụ án Ohio, bây giờ Đảng Dân Chủ phải virtual, tức là phải dùng cái màn hình để chính thức đề cử Joe Biden ra tranh cử tổng thống. Thay vì họ đề cử vào ngày 19 hay ngày 22 tháng 8 trong cái đại hội, thì bây giờ họ phải đề cử sớm hơn. Lý do là tại vì tiểu bang Ohio ra luật tất cả các ứng cử viên phải nộp đơn và tên danh sách của các đảng phái mình và cái tên của mình 90 ngày trước khi bầu cử. Thì cái hạn chót là ngày 7 tây tháng 8. Còn mà Đảng Dân Chủ thì cái đại hội là 19 cho tới 22. Thì trên quy tắc ngày 22 họ mới đề tên ông Joe Biden là ứng cử viên tổng thống. Trong khi cái quy định của tiểu bang Ohio 7 tây tháng 8 là thời hạn cho. Chính vì vậy Đảng Dân Chủ phải vội vã làm một cái cuộc đề cử Joe Biden trước thời hạn đó, để mà các tiểu bang có thể in phiếu bầu chuẩn bị tổ chức bầu cử. Họ đòi hỏi 3 tháng trước đó. Thì Đảng Cộng Hòa không bị, tại vì Đảng Cộng Hòa tổ chức là 15 cho tới 18 tây tháng 7. Cho nên đó là nếu có thay đổi thì trên phiếu bầu của khắp các tiểu bang đều có tên của Ivanka. Nếu như mà vì một lý do nào đó ông Trump tự rút lui và yêu cầu con gái mình ra, thì quý vị, điều này có khả năng xảy ra chứ không phải không. Có điều là ông Trump phải thuyết phục hai thứ. Thứ nhất, con gái của ông, Ivanka Trump. Thứ hai là đại biểu đoàn. Và trong số những người mà của Đảng Hòa có ai phản đối hay không, điều đó quan trọng. Nhưng mà nếu chọn Ivanka, tôi nghĩ rằng nhiều người không phản đối. Những người mà ôn hòa trước đây vẫn chống đối ông Trump, bỏ phiếu cho Nikki Haley đó, thì có thể một vài người sẽ đòi Nikki Haley trở lại. Nhưng đa số những người khác khi mà họ nhìn thấy hình ảnh của Ivanka Trump á, tôi nghĩ rằng họ sẽ ủng hộ cho bà, cho cổ. Do đó tôi mới nói là cái phân tích cái điều này nó tương đối nó hợp lý. Nó tương đối nó hợp lý, mặc dù rằng mới ban đầu mình thấy cái ý tưởng đó thì nó khùng khùng điên điên. Nhưng mà có thể hợp lý đó nha. Rồi tiếp tục. Có thể bằng chứng của tên quan tòa trong chiến dịch tranh cử của hắn là sẽ chống anh Trump là hành vi chính trị không anh không? No. Ông ta có quyền có quan điểm, nhưng mà ông ta không thể áp dụng quan điểm đó vô trong cái phiên xử. Có điều là ông ta tinh vi, mình không phanh phui được cái bằng chứng nào cả, ngoại trừ 15 đô la ông ta quyên góp cho Joe Biden. Và con gái của ông ta gây quỹ lên cả chục triệu Mỹ Kim cho Đảng Dân Chủ Trung ương, trong đó có Joe Biden luôn. Thì những gì mà chúng ta biết được là bây giờ thôi, thì những yếu tố này không đủ. Nhưng đứng từ cái phương diện về mặt pháp lý, chúng ta không đủ cái yếu tố pháp lý để truy tố. Nhưng đứng trên phương diện dư luận thì rõ ràng đây là hành động bức hạ chính trị. Đây là hành động bức hạ chính trị và có sự kích động từ phía sau ở Đảng Dân Chủ Trung ương và Joe Biden. Bằng chứng là quý vị thấy trong cái ngày mà trước khi mà có cái bản định tội, là Robert De Niro đại diện cho chiến dịch tranh cử của Joe Biden
tới quậy trước cửa tòa án. Thì quý vị chỉ là, nhưng mà có điều là về mặt dư luận thôi, còn về mặt pháp lý chúng ta chịu nha. Tòa xử như vậy có bất lợi hay thuận lợi cho ông Trump? Theo tôi biết thì quý vị thấy được là khi mà tòa đọc bản định tội xong, cái người cười đầu tiên là luật sư của ông Trump, Blanchard. Anh mỉm cười liền, thì tôi không biết cái nụ cười này có ý nghĩa gì. Và ngay sau đó thì luật sư của ông Trump tuyên bố nộp đơn kháng án. Thì tôi nghĩ rằng nó nằm trong cái một trong những cái chiến lược của ông Trump. Một trong những cái chiến lược của ông Trump là đẩy mình vào cái thế bị tội. Đẩy mình vào cái thế bị tội. Thì lúc đó cái rating ông lên cao hơn. Và cái sự ủng hộ của công chúng càng lúc càng nhiều hơn. Và ổng lại cho người ta thấy được cái sự giả dối, đạo đức giả của đám dân chủ. Ổng chọn cái chiến lược này là giống như là lấy mình lắp lỗ cho ngoài. Quý vị hiểu ý tôi không? Tức là ổng đem bản thân của ổng làm một cái chứng minh cho mọi người thấy đảng dân chủ đang điều hành đất nước kiểu nào. Quý vị, đó là cái một trong những cái, tôi nghĩ là một trong những cái chiến lược của ông Trump, bởi vì ổng đã cân nhắc rất kỹ. Ổng đã cân nhắc rất kỹ, even ổng phải vào tù. Nhưng mà vào tù bao lâu? Và năm nay 77 tuổi rồi. Do đó quý vị, ông Trump cân nhắc rất kỹ trước khi mà ổng đưa ra chiến lược này. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Tổng thống Trump nếu bị buộc tội phải vào tù không thể tiếp tục tranh cử tới tổng thống không anh? No, tôi đã giải thích rồi. Không ai cản được cái quyền tranh cử của ông Trump hết. Kể cả tên quan tòa vừa rồi nó cũng tuyên bố. Ổng có thể là ứng cử viên và ổng có thể trở thành tổng thống trong tương lai. Nhưng nó vẫn làm công việc của nó, bỏ tù ổng nếu như ổng vi phạm gag order. Thì quý vị thấy đó. Rồi chính Joe Biden trong cái bản thông cáo chiến dịch tranh cử nói rằng là sẽ đánh bại ông Trump trên lá phiếu bầu. Có nghĩa là không ai cản được cái quyền tranh cử của ông Trump hết. Thực tế mà nói như vậy. Có điều là tôi đã nói quý vị là họ sẽ gây khó khăn cho ông Trump đi đi tranh cử thôi. Và quyên tiền tranh cử thôi. Nhưng bây giờ kết quả ngược lại. Nó tính làm cho ông Trump khô máu. Tốn tiền pháp lý nhiều hơn trong những cái vụ kiện. Nhưng bây giờ quý vị thấy đó. Mới có chưa đầy 48 tiếng. Bây giờ quỹ tranh cử ông đã lên, đã có thêm 52, 53 triệu rồi. Và ngay sau khi bản định tội vừa đưa ra thì một trong những nhà quyên góp của Đảng Cộng hòa tuyên bố tôi vừa deposit vào cái chiến dịch tranh cử cho ông Trump 300 ngàn. Thì quý vị thấy đó. Do đó chúng ta không ai biết được như thế nào đâu. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Giờ ông Miley và những thượng nghị sĩ khác không làm việc với Đảng Dân chủ rồi. Yep. Họ đã 8 người ký trong lá thư đó, họ tuyên bố luôn. Tất cả những cái dự luật đảng Dân Chủ đệ trình, họ sẽ deny hết. Và họ sẽ sử dụng tối đa cái filibuster để chặn không cho ra sàn thượng viện luôn. Và họ sẽ bất hợp tác luôn. Đây là 8 người và người đứng đầu là ông Mike Lee. Trong đó có Marco Rubio, trong đó có bà Marsha Blackburn. Có rất nhiều, 8 thượng nghị sĩ tuyên bố. Và cái danh sách đó mới là cái danh sách sơ khởi thôi. Tức là mới có 8 người đầu tiên thôi. Sau này còn thêm nhiều người nữa. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà phản ứng của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Sang Hạ viện thì ông Jim Jordan đã bắt đầu chuẩn bị tống trác hầu cho tên quan tòa, tên công tố viên và kể cả bồi thẩm đoàn luôn. Thì họ đang chuẩn bị đây. Thì Hạ viện cũng có action, Thượng viện cũng có action rồi. Và chính ông Miley nói mà, not the words not enough. Tức là lời nói chưa đủ. Lời nói chưa đủ mạnh. Strong word is not enough. Mà bây giờ cần phải hành động. Cho nên họ mới ra lá thư đó. Ngày hôm qua đó. Nha. Rồi tiếp tục. Nếu ổng phải vô tù, ổng phải phát biểu tranh cử qua ống kính hay sao chú? Rồi khi phát biểu, ổng có được mặc đồ bình thường hay phải mặc đồ tù phạm nhân? Trên quy tắc vào tù với mặc đồ phạm nhân. Đâu có cho mình mặc đồ khác đâu. Nhưng có thể là bên phía của quỹ ban bầu cử và bên phía của cơ quan mật vụ có thể can thiệp với cai tù cho ông Trump được thay đồ. Điều này có thể được. Ok. Và thứ hai là đoạn đó chưa chắc được livestream nhưng được quyền thâu trước để phát lại. Họ thâu xong rồi tới ngày đó họ phát ra.
thì có thể, nhưng mà chưa chắc livestream trực tiếp được. Ok, đó là những cái mà chúng ta thấy được nha. Ông Trump chơi chiêu khổ nhục kế cũng có thể có bị gọi là khổ nhục kế được, tức là ông đẩy mình vào đường cùng. Cái câu mà người Việt Nam hay nói đó, đẩy mình vào đường cùng sẽ có lối thoát. Thì ông Trump muốn đẩy ổng vào cái tình trạng nguy hiểm để vạch ra cho mọi người thấy cái sự nhơ nhuốc của đảng Dân Chủ như thế nào. Và ổng dùng ổng chính là nạn nhân thay vì người khác. Ổng dùng chính bản thân của ổng làm nạn nhân, đẩy vào cho thấy ổng là nạn nhân của cái trò nhơ nhuốc này đây. Và ổng đã thành công. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Thì có thể đó, đây tôi nói, bởi tôi nói quý vị, ông Trump đôi lúc quý vị không nghĩ được ông nghĩ cái gì đâu. Và tất cả các lãnh đạo trên thế giới cũng đều sợ ông Trump ở cái chỗ là không biết ông suy nghĩ cái gì. Đó, chính vì vậy, mặc dù họ đang được nghe nói về chính sách đối ngoại của ông rồi đó, nhưng mà họ vẫn tìm cách tiếp xúc với ông bằng cách này hay cách khác để họ tìm hiểu thêm, bởi vì chính họ cũng không biết ông Trump suy nghĩ cái gì nữa. Đó, quý vị thấy ngày hôm qua hôm kia không? Trong cái buổi gây quỹ mà đang bao nhiêu donor, những nhà quyên góp mà họ đang quan tâm về cái vấn đề gọi là kinh tế quốc gia bla 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 bla. Ông Trump dội một câu: tôi sẽ dội bom vào Moscow, tôi sẽ tấn công Bắc Kinh nếu Moscow xâm lăng Ukraine, và nếu Bắc Kinh tấn công xâm lăng Đài Loan trong giai đoạn tôi cầm quyền. Ông nói một cái tất cả donor ngồi chân hững luôn, họ giật mình luôn. Thì cho nên ông suy nghĩ cái gì không ai biết hết. Do đó quý vị, tôi nói quý vị là chính vì vậy những lãnh đạo của thế giới bây giờ đánh lô tô. Những người khác họ còn ngồi xuống họ phân tích này nọ, họ còn biết được. Họ không biết ông Trump sẽ làm gì luôn. Do đó quý vị, họ phải đi tiếp xúc với người của ông Trump nha. Đúng là nó đánh ông tre tôi giống như hồi cựu tổng thống Reagan nhìn sự thật, nhìn sợ thật. Đúng, nhưng mà cái bị mức độ của ông Reagan không bằng cái đám bây giờ. Mức độ của ông Reagan lúc đó thì đảng Dân Chủ cũng còn giữ được những cái thước đo, giữ được những cái lằn ranh đỏ mà họ không vượt qua. Còn bây giờ là nó tấn công gần như là bất chấp tất cả mọi thứ rồi. Bất chấp tất cả mọi thứ rồi. Quý vị không tưởng tượng được lần này nó tấn công ông Trump tàn khốc còn hơn cái thời của Reagan nữa. Thời Reagan là mình đã thấy tàn khốc rồi. Nhưng mà thời này mình còn thấy nó tấn công còn tàn khốc gấp 100 lần nữa quý vị. Nhưng mà ông Trump vẫn mạnh mẽ. Ông vẫn mạnh mẽ. Thì đó là lý do tại sao mà người Mỹ họ thích ông Trump và họ chọn ông Trump nhiều trong giai đoạn này. Họ không còn bị bọm nữa. Họ nhìn rõ hơn. Nha. Đến mức này nước Mỹ sợ nổ ra cuộc nội chiến không anh Phong? Thì cái đó là âm mưu của đảng Dân Chủ. Âm mưu của đảng Dân Chủ. Và một số cảm xúc của những người bảo thủ. Nhưng mà tôi nói quý vị là cho tới giờ phút này, những người ủng hộ cho ông Trump tỏ ra rất bình tĩnh. Họ không bị khiêu khích. Họ không bị khiêu khích. Do đó nếu đã xảy ra từ hôm thứ năm thứ sáu rồi. Nếu mà thật sự mà xảy ra từ hôm thứ năm thứ sáu rồi chứ không phải chờ tới bây giờ. Tức là gì quý vị? Tức là những người mà ủng hộ ông Trump họ bắt đầu bình tĩnh. Họ không để cho đám này khiêu khích. Ngay cả tôi nè. Ngay sau khi mà nó kết tội ông Trump, cái điều đầu tiên tôi nghĩ tới là tôi sẽ tổ chức một cuộc rally ngay tại thành phố Houston để ủng hộ cho ông Trump. Nhưng mà khi tôi quan sát cái đám mà nó kéo tới nó khiêu khích những người ủng hộ ông Trump ngay tòa án đó, tôi nói no, mình mà tổ chức là mình trúng kế đó. Tại mình có một đám đông, rồi mình không kiểm soát người trong đám đông của mình. Nó cho người tới khiêu khích một cái là xảy ra ngay. Mà từ cái vụ nhỏ này nó khui ra thành một cái vụ lớn trên toàn quốc luôn. Cho nên tôi mới ngưng lại cái ý tưởng là tổ chức một cái rally ở Houston để ủng hộ trong Trump đó. Là bởi vì nó chỉ chờ tôi tổ chức là nó sẽ cho người tới khiêu khích ngay. Mà người trong đám đông của mình không kiểm soát được hết. Thì quý vị, nó sẽ xảy ra xung đột. Và lúc đó quý vị, mình sẽ rước cái họa. Do đó, tôi suy nghĩ đến đó. Tôi nói no, mình muốn ủng hộ. Mình tổ chức rally trong Trump. Có thể tổ chức, nhưng online. Online tức là mình làm bằng màn hình thôi. Tất cả mọi người đều có thể gặp nhau. Nhưng không tổ chức ở ngoài đường phố để tạo cơ hội cho tụi nó khiêu khích. Và nó đang cố tình kích động nội chiến và bất ổn xã hội đó. Đây là âm mưu của họ mà. Do đó, tất cả những người ủng hộ ông Trump họ bình tĩnh.
nó không khiêu khích được. Đó, quý vị thấy cái hôm đó không? Bình thường thì mấy chục người, họ ngày nào họ cũng có mặt ở bên tòa để ủng hộ cho ông Trump. Họ chỉ đợi, họ không làm gì hết, họ chỉ giương cờ thôi. Từ ngày đầu cho tới tới bây giờ. Nhưng mà trong cái ngày kết, vừa mới kết tội xong, tin tức còn chưa nhiều người nắm nữa, mà đã có mười mấy, hai chục đứa nó kéo tới, nó khiêu khích rồi. Nó muốn đó. Nhưng mà không phải dễ đâu quý vị. Bây giờ người ta tỉnh táo lắm nha. Rồi, cảm ơn quý vị như rất là nhiều. Như tôi đã hứa, tôi giữ đúng một tiếng đồng hồ để cho quý vị nói chuyện về cái trường hợp của ông Trump, câu chuyện của ông Trump. Và quý vị đã nói hết rồi, và tôi cũng đã giải thích cho quý vị hết rồi. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.